Thì các bạn biết vùng cằm là rất quan trọng đến khuôn mặt, nó có thể chiếm 30% về cái sắc diện của khuôn mặt. Nếu chúng ta thiếu cằm, chúng ta bị lẹm cằm, hoặc chúng ta bị cằm nhỏ, hoặc chúng ta bị cằm thô, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ khuôn mặt của chúng ta. Thì những cái trường hợp khi chúng ta bị cằm lẹm đi, thì chúng ta có thể dùng cái kỹ thuật là độn cằm hoặc là trượt cằm ra phía trước để chúng ta cải thiện cái tình trạng lẹm cằm. Rồi chúng ta bị cái tình trạng mà cằm chúng ta thô quá, cái cằm này rất là to này. Nếu thô ít thì bác sĩ sẽ có cái dụng cụ để mài bớt cái xương cằm này cho nó thon gọn đi, cho chúng ta sẽ có cằm đẹp. Và khi quá thô quá thì bác sĩ sẽ gọt bớt những cái phần cằm thô để chúng ta có một cái cằm thon gọn. Rồi một số cái trường hợp là chúng ta vừa thô mà chúng ta lại vừa bị lẹm cằm, thì bác sĩ sẽ vừa gọt bớt cái xương cằm của chúng ta mà vừa trượt cái cằm chúng ta ra trước để cho cái cằm chúng ta nó thon gọn. Đây là một kỹ thuật thực hiện cũng rất là an toàn và nhẹ nhàng. Chúng ta sử dụng thiết bị nội soi để mà bóc tách cái khoang cằm, sau đó chúng ta thực hiện những cái kỹ thuật về gọt xương cũng như là mài xương vùng cằm, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả thẩm mỹ rất là tốt.